Thông tin từ báo Lao động, mức giá hơn 100 triệu đồng một mét vuông là giá trúng cao nhất trong phiên đấu giá 68 lô đất ở Thanh Cao, Hà Nội vào giữa tháng 8/2024. Đáng nói, khu đất trúng đấu giá cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km và hạ tầng nhiều năm qua chưa có sự thay đổi lớn. Theo tìm hiểu, đất ở trong các thôn xóm tại khu vực này hiện chỉ có dao động từ 30 đến 40 triệu đồng một mét vuông. Những vị trí mặt đường to đẹp và thuận tiện mới có giá 70 đến 80 triệu đồng một mét vuông. Rõ ràng đang có sự chênh lệch lớn với giá đất trúng đấu giá. Diễn biến không gây nhiều bất ngờ là khi hết thời hạn nộp tiền phiên đấu giá 68 thửa đất trên mới chỉ có 13 lô nộp đủ tiền. Theo đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Oai, Hà Nội, trong những lô đã nộp đủ tiền thì lô cao nhất có giá hơn 55 triệu đồng một mét vuông. Còn lại 55 lô khác bao gồm cả người trúng lô đất có giá trúng cao nhất gần 100,5 triệu đồng một mét vuông không nộp tiền. Như vậy, 55 lô đất không nộp đủ tiền được hiểu là đã bỏ cọc. Một số chuyên gia cho rằng tình trạng đẩy giá trúng cao tại các phiên đấu giá bất động sản từng tái diễn không ít lần. Nhiều nhóm đầu cơ tham gia trong các phiên đấu chủ yếu trả giá cao để tạo ra mặt bằng giá mới rồi sau đó thoát hàng ra để chốt lời. Nếu những lô đất không thể sang tay sớm thì việc bỏ cọc sẽ xảy ra. Sau những dấu hiệu bất thường tại một số phiên đấu giá ở huyện Thanh Oai và Hoài Đức ở Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập đoàn kiểm tra phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội rà soát, xem xét, đánh giá các cuộc đấu giá đó và thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho rằng việc trúng đấu giá cao gấp nhiều lần giá khởi điểm rồi bỏ cọc là một vấn đề cần xem xét lại toàn bộ quy trình. Qua thực tế kiểm tra tại các địa phương, cơ quan sẽ đề xuất sửa đổi hoặc bổ sung các văn bản pháp luật nhằm điều chỉnh, bảo đảm sự minh bạch và ổn định của thị trường. Đánh giá về tình trạng bỏ cọc sau khi trúng đấu giá đất, luật sư Nguyễn Huy An, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết thực tế đã nhiều lần xảy ra việc các lô đất trúng giá cao bất thường rồi nhanh chóng bỏ cọc. Nguyên nhân bởi người tham gia chủ yếu là nhóm đầu tư chuyên nghiệp tham gia rất nhiều phiên đấu giá khác nhau, còn lượng người địa phương chiếm rất ít, luật sư An nhận định. Luật sư An cũng cho rằng hệ lụy từ việc bỏ cọc trúng đấu giá đất sẽ tác động lớn đến thị trường. Từ đó, xu hướng đầu cơ đất đai diễn ra, nhiều người ít hiểu biết hơn sẽ lao vào mua đất với hy vọng kiếm lời. Điều này gây ra rủi ro cho người mua và dòng tiền sẽ ứ động vào đất, tác động xấu tới nền kinh tế. Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, bất thường đấu giá đất vừa qua chủ yếu xuất phát từ việc xác định giá khởi điểm và mức tiền đặt cọc. Tôi cho rằng cần có cơ chế, quy định để đơn vị tổ chức đấu giá có thể quyết định tăng tỷ lệ đặt cọc từ 20% lên 50% tùy tình hình. Việc này sẽ giải quyết vướng mắc việc xác định giá khởi điểm trong bối cảnh luật đất đai cũ và mới đang giao thoa, ông Hiệp chia sẻ. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ, liệu tình trạng đẩy giá rồi bỏ cọc có tiếp tục làm biến động thị trường bất động sản? Các biện pháp kiểm soát và điều chỉnh nào sẽ được áp dụng để ngăn chặn hành vi đầu cơ trục lợi này? Quý khán giả hãy để lại ý kiến ở dưới video để chúng ta cùng bàn luận nhé! Theo báo Tiền Phong, sau các phiên đấu giá đất gần đây, thị trường đất nền vùng ven Hà Nội, đặc biệt tại các huyện như Thanh Oai, Phúc Thọ và Hoài Đức, đang có sự biến động nhất định nhưng không thực sự mạnh mẽ. Cụ thể, giá đất nền đã chứng kiến sự tăng trưởng nhẹ với mức tăng ước tính khoảng từ 3 đến 10% so với thời điểm trước đó. Tại huyện Phúc Thọ, giá chào bán các lô đất đã điều chỉnh tăng từ 3 đến 5%, trong khi đó tại Thanh Oai, mức tăng được ghi nhận là từ 5 đến 7% cho các lô đất. Điều này cho thấy, mặc dù có sự điều chỉnh giá nhưng không quá bứt phá so với những năm trước. Sau các phiên đấu giá, giá đất ở Thanh Oai có xu hướng tăng từ 5 đến 7%, nhưng số lượng giao dịch thực tế thấp do nhiều nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý thận trọng để quan sát và nắm bắt tình hình thị trường. Các lô đất có giá rao lúc trước từ 25 đến 30 triệu đồng một mét vuông đã được tăng lên khoảng từ 26 đến 32 triệu đồng một mét vuông. Tương tự, các lô đất phân lô cũng được điều chỉnh từ 35 đến 40 triệu đồng một mét vuông lên mức 37 đến 45 triệu đồng một mét vuông. Chỉ một số lô đất có vị trí đẹp mới thu hút được sự quan tâm từ nhà đầu tư, trong khi đó đa số các sản phẩm đất nền khác vẫn chưa có sự chuyển nhượng đáng kể. Người mua vẫn có tâm lý quan sát, dò xét thị trường. Anh Dũng, môi giới đất tại huyện Thanh Oai cho biết. Trước đó, tại huyện Thanh Oai, trong phiên đấu giá 68 lô đất tại khu ngõ 3, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, giá trúng đấu giá rất cao, lên tới 100,5 triệu đồng một mét vuông, nhưng đã có 55 trên 68 lô bỏ cọc. Các lô bị bỏ cọc có giá trúng từ 80 triệu đồng trên mét vuông trở lên, trong đó có lô cao nhất lên tới 100,5 triệu đồng một mét vuông. Chỉ có 13 lô đất có giá trúng từ 51,6 triệu đồng đến hơn 55 triệu đồng trên mét vuông là nộp đủ tiền. Điều này cho thấy mặc dù có nhiều nhà đầu tư quan tâm nhưng mức giá đã vượt quá khả năng tài chính của nhiều người. Mới đây nhất,
tại huyện Phúc Thọ trong các phiên đấu giá vào ngày 16 tháng 9, giá trúng cao nhất lên tới 75 triệu đồng một mét vuông, gấp hơn 3 lần so với giá khởi điểm. Trước đó, giá trúng đấu giá tại các phiên trước cũng tăng dần từ khoảng 60 triệu đồng một mét vuông đến 69,8 triệu đồng một mét vuông. Thăm dò tình hình nhà đất Phúc Thọ cũng cho thấy thị trường không có biến động nhiều sau các phiên đấu giá. Giá đất tại xã Trạch Mỹ Lộc từ 8 đến 27 triệu đồng trên mét vuông, tăng lên từ 10 đến 28 triệu đồng một mét vuông. Các lô đất mặt đường lớn có giá trên 15 triệu đồng một mét vuông tại các xã khác như Xuân Đình, Phúc Hòa, Tích Giang có mức giá phổ biến khoảng từ 12 đến 16 triệu đồng một mét vuông. Thực tế hiện nay cho thấy sự thiếu hụt trong nguồn cung đất nền khi luật kinh doanh bất động sản mới cấm phân lô bán nền tại 105 thành phố và thị xã, buộc doanh nghiệp phải xây dựng nhà trên đất để bán. Trong khi nhu cầu mua bất động sản bao gồm cả nhu cầu mua để ở và đầu tư trong dân rất mạnh và không ngừng gia tăng. Các chuyên gia của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng có ý kiến cho rằng giao dịch đất nền vùng ven tăng nhiệt nhưng không sôi động. Lượng nhu cầu được chuyển hóa thành cầu tăng trưởng, xuất hiện nhiều hơn nhà đầu tư đi săn đất. Một số khu vực có hiện tượng giao dịch tăng trưởng cục bộ rồi lại đi ngang. Giá đất vùng ven Hà Nội có dấu hiệu sốt, giá tăng từ 10 đến 20% so với đầu năm. Các phiên đấu giá đất tại vùng ven Hà Nội như huyện Thanh Oai, Hoài Đức và Phúc Thọ đã tạo ra cơn sốt đất trên diện rộng. Những mức giá trúng cao gấp nhiều lần giá khởi điểm đã khiến thị trường đất nền vùng ven trở nên sôi động. Các chuyên gia cũng cảnh báo, việc đẩy giá đất đấu giá lên cao như vậy có thể là kết quả của các chiêu trò đầu cơ, khiến giá trị thực không phản ánh đúng nhu cầu. Mục đích là tạo nên các cơn sốt đất. Các cá nhân lợi dụng việc đặt cọc đấu giá nhằm mục đích thổi giá các khu đất liên quan, thậm chí bất chấp rủi ro, hợp thức hóa mức giá bằng cách thanh toán đầy đủ theo mức giá đấu trúng để lấy mức giá này làm căn cứ kích giá đất ở các huyện vùng ven, kích giá đất nhiều nơi leo thang, sốt ảo. Bạn đánh giá như thế nào về giá đất hiện nay tại Hà Nội? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xoay quanh thông tin về thị trường bất động sản Hà Nội, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Bạn đang tìm kiếm những sản phẩm chất lượng, giá tốt và tiện lợi? Hãy cùng khám phá ngay top 5 sản phẩm bán chạy trên Shopee mà hàng ngàn người đã lựa chọn. 1. Bộ sản phẩm chăm sóc da Menstay Simplicity Starter Duo được thiết kế riêng cho nam giới, giúp làm sạch da và bảo vệ toàn diện. 2. Nước giặt Omomatic có túi 3,6kg, 3,9kg, 4,1kg, giúp làm sạch vết bẩn cứng đầu mà không làm hư tổn vải. 3. Sữa tắm Lifebuoy 800g chăm sóc chuyên sâu, giúp làm sạch và bảo vệ làn da khỏi vi khuẩn. 4. Máy massage cầm tay V1 Sidan với 32 chế độ lực đấm mạnh mẽ. Máy massage V1 Sidan giúp bạn thư giãn và giải tỏa căng thẳng hiệu quả. 5. Bàn chải điện Cruci tích hợp máy rửa mặt, giúp bạn làm sạch răng và da mặt. Đặc biệt, để tri ân các khách hàng thân yêu của Cà Phê Lên TV, chúng tôi dành tặng 63 voucher giảm giá độc quyền, giảm ngay 25%, tối đa 100.000 đồng cho đơn hàng từ 200.000 đồng trở lên trên kênh mua sắm Shopee. Mã voucher có hiệu lực đến ngày 30 tháng 10 năm 2024. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những sản phẩm chất lượng này. Hãy nhấn vào cửa hàng Cà Phê Lên ở góc trái màn hình hoặc xem thêm dưới phần mô tả để mua sắm ngay hôm nay với giá ưu đãi tốt nhất nhé.